Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel mình. Trong video này mình sẽ là cập nhật bạn về hai dự án để các bạn nắm bắt được những cái thông tin và các bạn sẽ thực hiện. Thứ nhất thì mình sẽ cập nhật lại cho bạn về cái dự án chat Zactor X. Đây là một cái nền tảng công nghệ chat AI qua cái network social mạng xã hội dự án. Thì dự án này là một cái kèo rất là tiềm năng và chất lượng và được chính thức là đề xuất bởi là Web3 OKX nhé. Và thứ hai nữa thì mình sẽ cập nhật các bạn về cái dự án AI Network. Dự án AI thì cũng là một cái dự án rất là tiềm năng và đầy triển vọng trong năm 2024. Thì mình sẽ cập nhật về cái tổng cung và cái thời gian mở khóa đồng AI về trên cái mạng là Binance Smart Chain BEP20. Thì trước tiên mình sẽ đi cập nhật trước về cái dự án chat Zactor X này. Thứ nhất ấy, các bạn nhìn thấy là ở cái mục Aerobe này nhé, thì các bạn nhìn thấy cái đồng là CXT. Thì cái đồng CXT này chính là cái đồng coin chính thức sau này của dự án để cho mình rút nên mình bán nếu mà dự án mainnet mà niêm yết ở trên nền tảng OKX. Thì đây là cái đồng coin mà sẽ là mình rút mình bán. Và cái mục Aerobe này thì các bạn nhìn thấy là khi mình đăng ký ấy, nó cho mình là 50 cái điểm CTX khi mà các bạn verify mail, nhưng mà thật ra đăng ký bằng tài khoản Google thì nó tự động nó verify mail cho mình và mình không phải là verify mail. Tiếp theo thì khi các bạn làm hai nhiệm vụ bên dưới là join kênh Twitter dự án và join kênh Discord dự án thì tổng cộng mình sẽ nhận là 250 cái điểm là XT, nhưng mà các bạn nhìn thấy là mình đang có là 254 điểm. Thì đây là cái phần mình chatbot để mình mở khóa cái điểm CXT nhé. CXT này thì nó là một cái điểm coin và nó không có giá đâu, nhưng mà khi mình làm nhiệm vụ này thì mình đào mining được cái điểm CXT là một. Ở cái phần này thì là mình đào miễn phí qua GPU là một. Và thứ hai nữa là thì các bạn check in hàng ngày ở đây để mình nhận cái điểm CXT, nhưng mà yêu cầu để mà mở khóa cái điểm CXT này sang cái đồng quay chính của dự án là CXT thì mình cần phải là chatbot, vì trên cái nền tảng social network của dự án nó là một cái công nghệ hỗ trợ bởi là AI về là chat. Và như vậy bạn nào mình chưa biết đến dự án này thì các bạn xem lại cái video mà hướng dẫn đăng ký và khai thác dự án này, mình sẽ để ngay bên dưới phần mô tả. Còn bây giờ mình đi vào chi tiết hướng dẫn bạn cái cách mình chat với con bot ở đây hàng ngày để mình sẽ mở khóa cái đồng là CXC chuyển thành cái đồng quay chính là CXT ở đây. Và ở cái mục là tab này thì hàng ngày các bạn vào đây mình click mấy cái nó cũng cộng cho mình thêm cái điểm là CXT nhé. Đó, như vậy các bạn nhìn thấy khi mình bấm vào tab ở đây nó cộng thêm cho mình. Thì để chat được với con bot trên dự án này thì đây các bạn nhìn thấy là mình đã chat với hai con bot này nhé. Thì để chat được nó các bạn vào cái mục là earn ở đây. Xin lỗi các bạn một chút, các bạn bấm lại cái mục hình đầu người đây nhé. Các bạn nhìn thấy ở cái mục là Explorer này thì khi mà các bạn bấm cái mục là Explorer này thì nó hiện rất nhiều những cái con bot đây, và các bạn chọn con bot nào các bạn chat hàng ngày cũng được. Và khi các bạn chat ở đây thì nó sẽ mở khóa cho mình cái đồng CXC là cái điểm point mà mình đào GPU và check in ấy, thì nó mở khóa cho mình sang cái đồng quay chính là CXT. Thì cái đồng CXT mới là cái đồng quay có giá trị để sau này mình rút về những cái nền tảng sàn mình bán. Rồi để mà chat được cho những cái con bot này thì khi mà các bạn bấm một cái mục là Explorer ở đây, các bạn có thể là chọn lựa tất cả những cái con bot đây mà các bạn muốn chat. Chẳng hạn bây giờ mình sẽ tìm một con bot bất kỳ nhé, ví dụ con bot này đi. Các bạn bấm đây vào, mình bấm vào cái mục là chat. Đây các bạn nhìn thấy cái mục chat ở đây thì mình sẽ chat với con bot này. Và con bot này đang có là 8k chat nhé. Tổng cái Messenger là có 239,28k. Thì mình sẽ bấm đây mình chat. Ở đây các bạn cứ ghi một cái từ gì được, không quan trọng nhé. Ví dụ mình ghi là 2 này. Ví dụ mình ghi là 2, bấm vào Enter ở đây thì đợi con bot này nó phản hồi một chút này. Mỗi ngày thì các bạn đăng nhập ở đây mình chọn lựa những cái con bot để mình chat nhé. Đây con bot nó chat cho mình là nó ghi cho mình là 10 này. Mình sẽ bấm vào đây mình lại ghi tiếp. Đó, ví dụ mình ghi này đi. Đó, đợi con bot nó phản hồi cho mình đã. Thì các bạn nhìn thấy bên trên đây, cái CXT nó đang mở khóa cho mình nhé. CXC đang mở khóa cho mình nhé. Bây giờ mình đi tìm con bot khác nhé.
Chẳng hạn giờ mình sẽ tìm vào con chơi bot này đi. Bấm vào chat nhé, bot này đang có là 48.29k gửi Messenger đây. Mình lại các bạn ghi từ gì cũng được không quan trọng đâu, vì ở đây là mình chat cho bot nhé. Đó, đợi con bot nó phản hồi cái đã. Đó, như vậy nó phản hồi xong, bây giờ mình đi tìm con bot khác. Và cái này thì nó rất là dễ, các bạn chỉ cần bấm vào mục hình đầu người có chữ là cha Zaster này, và các bạn bấm vào chỗ là Explorer, và các bạn tìm những cái con bot đây mình chat. Thì bây giờ quay lại cái mục Aerobe này, các bạn nhìn thấy mình mới chat một chút đấy mà nó hiện cho mình lên là 262 cái đồng CXT. Bây giờ mình quay lại con bot đây, mình sẽ tìm một con bot nữa. Ví dụ con bot này đi, bấm vào chat ở đây. Mình cũng ghi chữ 2 vào đây. Greetings, dear souls. Bây giờ chat xong nhé, thì mình sẽ quay lại mục Aerobe để xem cái điểm cộng lên nhé. Đây các bạn nhìn thấy nó cộng lên là 266. Thì như vậy các bạn sẽ hiểu là hàng ngày các bạn vào cái mục earn ở đây, mình bấm vào mục là claim free CXC, và các bạn sẽ bấm vào mục là start mining cái chỗ đào GPU này để cho đào là 1 để mình kiếm cái điểm CXC nhé. Tiếp theo nữa thì các bạn check in hàng ngày ở đây để mình sẽ nhận cái điểm là CXC, và cái điểm CXC này để mở khóa sang cái đồng coin là CXT. Thì thông qua cái việc các bạn cần phải vào đây, mình tìm kiếm cái con bot ở đây để mình chat. Chẳng hạn mình chat con bot này thì mình đã nhận thêm nhé, là 2 này. Đó, quay lại nhé. Quay lại thì các bạn nhìn thấy mình đã lên là 270 nhé. Như vậy chỉ có cách là hàng ngày mình vào đây mình chat với con bot để mà mở khóa cái đồng CXC sang cái đồng coin chính là CXT. Thì bạn nào mình chưa biết đến dự án này thì mình sẽ để cái video hướng dẫn đăng ký ở ngay bên dưới phần mô tả nhé. Đây là một cái dự án rất là tiềm năng và chất lượng, và được hỗ trợ đề xuất chính thức bởi là Wallet OKX Web 3. Còn bây giờ mình sang mình cập nhật cho bạn về dự án thứ hai là dự án iNetwork. Thì dự án iNetwork cũng là một cái dự án rất là tiềm năng và chất lượng. Thứ nhất, giao diện app rất là đẹp, và thứ hai thì app cũng không bao giờ có quảng cáo yêu cầu là người dùng phải xem. Và thứ ba nữa thì cái lộ trình cũng rất là rõ ràng, và cái giai đoạn lộ trình thì rất là ngắn, đến tháng 10, mùng 7 tháng 10 năm 2024 thì kết thúc quá trình mình khai thác đồng AI ở đây. Và trong này bạn nào mình chưa biết đến dự án AI thì các bạn vẫn có thể mình đăng ký tài khoản để mình đào đồng AI miễn phí nhé. Tiếp theo thì về cái nguồn cung của dự án, các bạn sẽ bấm một cái mục là 4 chấm đây, bấm một cái mục là thống kê. Ở cái mục này thì mình cập nhật nhanh một chút để cho bạn biết nhé. Thứ nhất thì cái phần Total Coin là cái mục mà thống kê về tổng cung hàng ngày. Họ cập nhật 24/24, và bên Activate User có nghĩa là người dùng đang hoạt động và bao gồm cả những cái tài khoản đã KYC. Và ở cái mục là bên dưới này thì thống kê về cái tăng trưởng nguồn cung hàng ngày, tương đương với mỗi ngày tăng trưởng khoảng độ là 1,3M, là 1,3 triệu. Các bạn click bên là Total Coin đây. Thì thứ nhất sáng nay là có 29 triệu nguồn cung, nhưng mà bây giờ dự án cập nhật còn có 27, thì cũng thể là những cái tài khoản mà đăng ký bỏ lâu ngày không khai thác thì dự án sẽ thu hồi, bao gồm cả cái đồng coin mà mình nhận được từ tuyến dưới thì dự án sẽ thu hồi và xóa bỏ. Nên là cái phần nguồn cung này thì nó sẽ thay đổi theo cái số lượng đồng coin mà những cái tài khoản không đào ở đây. Tiếp theo thì ở cái mục là Audible on app thì thống kê về cái tăng trưởng đồng coin hàng ngày hay là cái tổng cung của đồng coin, và ở cái mục là pre-stake ở đây thì thống kê về cái lượng mà stake coin mỗi ngày. Chẳng hạn đây là ngày mùng 5 tháng 1 thì đang có là 19 tỷ đồng coin đã stake đây, tương đương với mỗi một ngày thì khoảng độ là hơn 1 tỷ đồng coin sẽ được đem vào cái pool stake nhé. Còn cái mục mà on blockchain có nghĩa là trong này chưa có dữ liệu thống kê vì dự án vẫn chưa chuyển sang ví ngoài cho cộng đồng. Sau này mà dự án chuyển cái đồng AI đấy cho cộng đồng thì lúc đấy ở cái mục on blockchain bắt đầu thống kê. Và các bạn có thể vào cái mục bóng đèn này, các bạn nhìn thấy cái mục mà KYC với cả mã ví BNB thì nó hiện đây. Những cái danh mục này thì hôm qua mình cũng đã giải thích cho bạn rất là kỹ trong video về cái thêm mã ví. Thì chủ yếu mình cập nhật cho bạn về cái tính năng mà dự án thông báo. Cái quan trọng nhất là cái ngày giờ, ngày tháng mà phân phối nhé. Và đây là cái phần mà các bạn sẽ cần phải là để ý cho mình là cái về phân phối đồng AI nhé.
chuẩn bị cho phân phối chuỗi thông minh BNB cập nhật của chúng tôi, AI ứng dụng dành cho Android và phiên bản web dành cho iOS hiện cho phép người dùng gửi địa chỉ ví BNB Smart Chain của họ. Điều này rất quan trọng trong việc chuẩn bị cho việc phân phối BNB Smart Chain dự kiến vào, ở đây ghi là tháng nhưng mà là ngày nhé, ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 10 năm là 2024. Độ chính xác trong việc cung cấp địa chỉ BNB Smart Chain của bạn là điều cần thiết để nhận được iCoin. Và như vậy từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 10 năm là 2024 thì đây là cái kế hoạch mà dự án sẽ mở khóa phân phối đồng AI, cũng là cái thời điểm mà dự án Mainnet. Thì bên dưới này sẽ có một cái kế hoạch phân phối chuỗi thông minh nữa. Thì hai cái này cũng thể là trong lúc mà chưa Mainnet thì dự án vẫn phân phối nhé. Thì mình đọc qua cái này để bạn sẽ hiểu nó dễ hơn. Kế hoạch phân phối chuỗi thông minh BNB, việc phân phối BNB Smart Chain sẽ diễn ra hàng tháng với AI số dư coin được chia đều trong tháng còn lại trước khi ra mắt Mainnet của chúng tôi. Ví dụ nếu bạn có 9.000 AI tiền xu và phân phối ban đầu vào tháng riêng, bạn sẽ nhận được phân phối ban đầu là 900 AI tiền xu. Tiếp theo là phân phối được tính toán lại trong những tháng tiếp theo. Thì như vậy mỗi tháng được là 900 thì 10 tháng là 9.000 đồng AI này. Thì cái mục bên trên các bạn nhìn thấy thì dự án dự tính Mainnet mùng 7 đến mùng 1 đến mùng 7 tháng 10 năm là 2024 thì lúc đấy mới phân phối cho mình cái đồng AI trên cái mạng là Binance Smart Chain. Nhưng mà bên dưới này thì có một cái kế hoạch là phân phối này. Thì như vậy thông qua chỗ này mình nghĩ là trong lúc mà chưa Mainnet thì cũng thể dự án vẫn mở khóa một cái lượng đồng AI cho cộng đồng và những cái thành viên mà mình chưa khóa ở trên app nhé. Và như vậy nếu bạn nào mình chưa liên kết ví ở đây thì các bạn liên kết, còn nếu như bạn nào trước đây mà bạn đã lấy cái mã ví ở trên ví chớt hay là ví MetaMask ấy, thì kể cả các bạn có lấy ở mã ví mạng ETH thì cùng một cái ví DeFi nó vẫn là cùng một cái địa chỉ ví, các bạn không cần là thay đổi lại. Còn nếu như cái nhu cầu của bạn là muốn dùng cái ví khác thì các bạn mới là cần thay đổi nhé. Và video ngày hôm qua thì mình cũng hướng dẫn rất là chi tiết cho bạn về cái cách mình dùng cả ba nền tảng ví là ví OKX và ví chớt và ví MetaMask, thì ở đây mình không nhắc lại nữa. Nếu như bạn nào mình chưa liên kết ví lần nào thì các bạn liên kết, còn nếu như bạn nào mình đã liên kết các ví trước đây thì các bạn cứ để nguyên. Còn cái chữ in hoa và chữ thường ở trên ví MetaMask là chữ in hoa, còn trên cái app iNetwork này là cái chữ thường thì không quan trọng đâu, cái mã ví bạn ấy đúng là được. Vì cái phông chữ của mỗi nền tảng nó khác nhau thì nó liên quan đến cái hiện cho mình xem là chữ thường hay là chữ in hoa nhé. Ví chớt hay là MetaMask thì họ sẽ dùng một cái kiểu phông chữ khác, còn trên cái app i này thì họ sẽ dùng một cái kiểu phông chữ khác. Nên là nhiều bạn thắc mắc với mình là em xem ở trên ví MetaMask thì cái ví này nó là chữ in hoa, nhưng mà khi dán vào cái app i này thì cái ví này của mình nó lại là cái chữ thường, chữ nhỏ. Thì mình giải thích cho bạn biết là không sao, vì đây chỉ là cái phông chữ của những cái nền tảng khác nhau, họ sử dụng cái phông chữ khác nhau thì nó sẽ như vậy. Rồi như vậy trong video ngày hôm nay mình cũng đã cập nhật chi tiết các bạn về hai dự án. Thứ nhất là về cái dự án mình đào cái đồng là CXT ở đây. Thứ nhất là về cái cách mình mở khóa cái điểm coin CXC sang đồng coin là CXT. Và thứ hai nữa thì mình cũng đã cập nhật chi tiết cho bạn về cái hình thức mà ngày tháng mở khóa đồng AI trên dự án AI Network. Thì bây giờ mình gửi đến các bạn là video hướng dẫn. Mình cũng xin là kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.